Tổng thống Mỹ vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. Trang thông báo do Nhà Trắng công bố. Bác sĩ Kevin O'Connor cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo bác sĩ Kevin O'Connor, chuyên gia chăm sóc y tế riêng của Tổng thống Biden, nhà lãnh đạo này ngày 2 tháng 8 vẫn tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong thông báo do Nhà Trắng công bố thì bác sĩ cho biết, ông Biden vẫn cảm thấy khỏe mạnh dù có hơi ho nhẹ trở lại. Vị bác sĩ riêng này nói thêm rằng, Tổng thống Mỹ không bị sốt và ở trạng thái tinh thần rất tốt. Sau khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính hồi giữa tuần trước, ông Biden lại dương tính với SARS-CoV-2 vào cuối tuần qua. Hiện tượng mà bác sĩ O'Connor miêu tả là trường hợp tái phát vẫn gặp ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.